chào mọi người đang xem kênh Sơn Sơn TV. Mẹ ơi, bữa nay tâm trạng mẹ mình không được vui cho lắm. Không biết anh Đại có chọc gì không? Thì mình sẽ làm món cây tỏi trộn cho mọi người xem nha. Đây là cây tỏi nè mọi người. Mình sẽ sắc thành từng khúc như vậy. Đây là củ cải trắng phơi khô nè mọi người. Mình phơi khô xong rồi á, mình sẽ ngâm lại với nước cho nó nở ra. Và bây giờ mình sẽ trộn chung với lại cây tỏi này. Hai cái này ăn chung với nhau rất là ngon luôn. Rồi, bây giờ nguyên liệu đã sẵn sàng, mình bắt đầu trộn nha mọi người ơi. Đầu tiên là mình sẽ bỏ tỏi xay vô. Mọi người muốn ngon á thì bỏ vào thêm một chút bột nêm, bột ngọt á nha. Và tiếp theo là gừng xay nè. Một ít bột ớt. Một ít nước mắm nhỉ thơm ngon. Ở bên Hàn Quốc này nước mắm chỉ dùng làm kim chi thôi. Còn trong nấu ăn chấm này kia thì người ta dùng nước tương. Nước tương của Hàn Quốc thì nó không có giống như nước tương bên Việt Nam mình. Cũng cái vị tương tự như vậy, nhưng mà nó hơi khác khác chút xíu. Và một ít siro bắp nữa. Nếu như mọi người không có siro bắp thì mọi người có thể thay thế bằng đường nha. Tuy là đường nhưng mà nó không có cái độ sánh và độ bóng. Và bây giờ mình trộn đều lên. Hơi ít củ cải á mọi người. Cái này á, mình bỏ thêm một chút xíu củ cải nữa là ngon luôn. Cái này hơi bị thiếu củ cải trắng. Củ cải phơi khô á. Giờ mình trộn xong rồi mình sẽ bỏ vô trong thùng. Mình phải dùng tay nhấn cho nó chặt xuống thì nó mới thấm gia vị và ngon được. Kim chi cũng vậy nữa mọi người, nắm mài xay ạ. Cái này á, mình có mè rang á mọi người. Mình rải lên một lớp mè rang nữa là ngon luôn. Bữa nay nhà của Tiên hết mè rang rồi. Còn ở trên nhà tầng 2 á, mà làm biếng lên lấy.